Xin chào mừng quý thầy cô cùng toàn thể các em học sinh đến với phần thuyết minh của biện pháp tham dự hội thi giáo viên dạy giỏi tỉnh Bắc Giang chu kỳ 2020-2024. Lời đầu tiên tôi xin phép tự giới thiệu, tôi tên là Vũ Thị Dung, giáo viên dạy toán trường Trung học phổ thông Ngô Sĩ Liên, tỉnh Bắc Giang. Biện pháp mà tôi đưa ra trong hội thi đó là phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo qua bài học STEM, phép biến hình lớp 11. Đối tượng để áp dụng biện pháp này là học sinh trung học phổ thông. Biện pháp đã được thực hiện tại lớp 11A3, 11A9 trường Trung học phổ thông Ngô Sĩ Liên. Nội dung cốt lõi của biện pháp bao gồm các nội dung chính như sau. Thứ nhất, căn cứ pháp lý để thực hiện biện pháp. Thứ hai, tính cấp thiết của việc đưa giáo dục STEM trong giáo dục trung học. Thứ ba, xây dựng các bước cụ thể để tiến hành một tiết học STEM. Thứ tư, các mẫu phiếu đánh giá kết quả học tập dự án. Đầu tiên, về căn cứ pháp lý để thực hiện biện pháp. Thứ nhất là nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương khóa 11 ngày 4 tháng 11, 2013. Nghị quyết số 88 của Quốc hội ban hành ngày 28 tháng 11, 2014. Và thông tư 32 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 26 tháng 12, 2018 về chương trình giáo dục phổ thông. Và đặc biệt, ngày 14 tháng 8 năm 2020, Bộ Giáo dục đã ban hành công văn số 3089 về việc triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học. Công văn đã nêu rõ mục đích của việc thực hiện giáo dục STEM nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý và giáo viên về vị trí, vai trò và ý nghĩa của giáo dục STEM trong trường trung học, tăng cường áp dụng giáo dục STEM trong giáo dục trung học nhằm góp phần thực hiện mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, tính cấp thiết của việc đưa giáo dục STEM vào trong giáo dục trung học. Giáo dục STEM hay còn gọi STEM Education là một cách tiếp cận liên ngành trong quá trình học, trong đó các khái niệm học thuật mang tính nguyên tắc được lồng ghép với các bài học trong thế giới thực. Ở đó, các em học sinh sẽ được áp dụng kiến thức và kỹ năng trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học vào trong một bối cảnh cụ thể, giúp kết nối giữa trường học, cộng đồng nơi làm việc và các tổ chức toàn cầu, được truyền đạt đan xen và kết dính lẫn nhau cho học sinh trên cơ sở thông qua thực hành và hướng đến giải quyết các vấn đề thực tiễn. Ngoài ra, giáo dục STEM còn chú trọng trang bị cho học sinh những kỹ năng mềm cần thiết cho sự thành công trong công việc sau này như kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo và tư duy phản biện. Trong biện pháp, tôi đã trình bày cụ thể các bước xây dựng để tiến hành một tiết học STEM. Ở phụ lục số 1, tôi đã xây dựng kế hoạch bài học STEM phép biến hình với nội dung hãy thiết kế một tấm thiệp tặng người thân trong dịp 20 tháng 10 bằng giấy. Tấm thiệp có sử dụng kỹ thuật Tessellation. Đối với mỗi phần cụ thể thì xin kính mời các ban giám khảo cùng các thầy cô sẽ xem chi tiết. Trong nội dung đó bao gồm mô tả giải pháp, mục tiêu của giải pháp và có tiến trình dạy học cụ thể. Tiến trình dạy học ở đây tôi chia làm các giai đoạn. Giai đoạn 1 là tạo nhóm chuyên gia. Giai đoạn 2 tiến hành tổ chức thực hiện bài học. Giai đoạn 3 là thực hành tạo sản phẩm, thì các cá nhân sẽ thực hành tạo sản phẩm tại nhà. Giai đoạn 4 là triển lãm thuyết minh sản phẩm, rút kinh nghiệm, trưng bày sản phẩm, đánh giá sản phẩm. Và trong phần cuối cùng là tôi đã trình bày các mẫu phiếu đánh giá kết quả học tập dự án, bao gồm mẫu phiếu đánh giá bài thuyết trình PowerPoint, phiếu đánh giá video clip, phiếu đánh giá hoạt động báo cáo sản phẩm của dự án, phiếu đánh giá hồ sơ học tập của nhóm. Về tính mới của biện pháp, trước đây khi học phép biến hình thì học sinh hầu như được học và ghi nhớ các công thức một cách thụ động. Học sinh làm việc độc lập và không biết vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế như thế nào. Và kết quả đánh giá của học sinh thì dựa trên các bài kiểm tra cuối cùng theo một cái chuẩn đã định sẵn. Khi được học tập theo phương pháp dạy học dự án như thế này thì học sinh đã được học và thực hành ghi nhớ các tính chất qua việc
tạo các sản phẩm, học sinh được làm việc nhóm, được tư duy, trao đổi, giải quyết các vấn đề trong thực tế, được tìm tòi và đã biết cách áp dụng các kiến thức toán học vào trong thực tế. Và khi thông qua quá trình thực hiện dự án thì kết quả học tập là học sinh đã có khả năng phát triển về ngôn ngữ, về con người, về các nhận thức, các vấn đề trong xã hội, và học sinh đã đưa vào đó sự sáng tạo độc đáo của mỗi một em riêng biệt. Hiệu quả của biện pháp thì thông qua việc thực hiện biện pháp, tôi thấy các em học sinh đã có thể phát huy được rất nhiều các kỹ năng, đặc biệt kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tìm kiếm thông tin, kỹ năng giao tiếp. Sau đây thì xin mời quý thầy cô cùng các em sẽ nghe một vài chia sẻ của các bạn học sinh trong quá trình thực hiện dự án và chiêm ngưỡng một số các sản phẩm mà các em đã thực hiện. Nhờ hoạt động STEM thì kích thích não bộ, trí óc của mình sáng tạo hơn. Từ đó mình có thể tìm tòi, khám phá ra được các bài học hay, bổ ích. Và hoạt động STEM thì cũng giúp cho mình phát triển tư duy một cách chủ động hơn. Và ngoài ra nhờ hoạt động STEM thì có thể áp dụng vào trong thực tế. Mình có thể tiếp cận được với nghệ thuật, với tessellation. Từ đó thì mình trở nên khéo léo hơn, sáng tạo hơn, năng động hơn trong học tập. Chào các bạn, bây giờ mình để phỏng vấn các bạn trong tập thể lớp 11A3. Xem cái cảm giác của các bạn khi mà tìm hiểu cái phương pháp học tập rất là mới mẻ và kết hợp giữa nghệ thuật và toán học như thế nào nhé. Bắt đầu! Khi tham gia dự án học tập STEM, mình đã học hỏi được rất nhiều thứ. Đầu tiên là học hỏi về cách làm PowerPoint, cách thuyết trình và cách ghép hình ảnh. Thì qua cái chương trình vừa rồi của cô Vũ Thị Dung thì mình cũng đã học được những cái cách mà có thể sắp xếp được những cái hình ảnh sao cho phù hợp, và nó áp dụng, mình có thể áp dụng được những điều này rất nhiều vào về khoảng PowerPoint và về khoảng làm video nữa. Nói chung là qua cái chương trình vừa rồi thì cô Vũ Thị Dung đã cho mình được rất là nhiều kiến thức mới và những kỹ năng mới. Thì khi chúng tôi thực hiện biện pháp mà bài học STEM này, ngoài việc lan tỏa các kiến thức đã học ở trong nhà trường, tôi cũng đã kết nối cùng với các thầy cô giáo dạy toán trên toàn quốc và cùng các em học sinh tại các ngôi trường như các trường chuyên Nguyễn Tất Thành Kon Tum, các thầy cô ở Đà Lạt, ở Linh Bình, ở Bắc Linh, rất nhiều các thầy cô đã cùng tham dự vào cái dự án này, và chúng tôi có một không gian trưng bày sản phẩm dự án ở trên trang Palette. Xin mời các thầy cô và các bạn sẽ theo dõi với một mong muốn truyền cảm hứng cho các bạn học sinh để có thể yêu thích môn học và đam mê sáng tạo. Từ đó các em có thể có thêm tình yêu vào cuộc sống, tình yêu đối với môn học, các em có thể định hướng nghề nghiệp trong tương lai của mình, sẽ giúp cho các em phát triển mọi kỹ năng. Câu nói mà tôi luôn ghi nhớ nhất đó là nhà giáo không phải là người nhồi nhét kiến thức, mà đó là công việc của người khơi dậy ngọn lửa tâm hồn. Với một mong muốn như vậy, bản thân tôi đã thực hiện dự án này, và dự án đã mang lại rất nhiều những cái niềm vui cho thầy và trò nhà trường. Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô đã theo dõi.